Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Đừng bỏ qua sự thật khó tin ai cũng gặp khi về già. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình đặc biệt, khám phá những bài học và thực tế cuộc sống khi bước qua tuổi 60. Có lẽ không ít lần chúng ta tự hỏi, liệu cuộc sống sẽ như thế nào khi thời gian không còn dài? Đó là lúc từng khoảnh khắc trở nên quý giá hơn và ta nhận ra những giá trị từng bị bỏ qua trong cuộc sống. Sau tuổi 60, chúng ta hiểu rằng không ai có thể ở mãi bên ta để giúp mình được. Chỉ có chính ta mới có thể quyết định cách sống trọn vẹn những năm tháng còn lại. Hạnh phúc không còn nằm ở những điều lớn lao, mà hiện diện, hiện hữu trong những niềm vui đơn giản, những phút giây bình dị bên người thân. Đôi khi ta cần học cách buông bỏ những nỗi lo để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Đoạn video này không chỉ để ta nhìn lại mà còn là để ta sống ý nghĩa hơn, để tuổi già không trở thành gánh nặng mà là quãng đường thời gian trọn vẹn và đáng nhớ. Khi tuổi đời cao dần thì chúng ta dần hiểu rõ hơn giá trị của thời gian. Thời gian không là vô tận và cảm giác nó trôi nhanh hơn mỗi ngày là có thật. Khi ta còn trẻ, ta thường nghĩ mình sẽ có vô số cơ hội, nhưng đến một lúc ta chợt nhận ra những ngày tháng quý giá đã ở lại phía sau. Thời gian trôi như nước qua kẽ tay, chỉ còn lại những cái kỷ niệm. Vì vậy, đừng để thời gian trôi qua trong tiếc nuối, hãy trân trọng hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình và ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống quanh ta. Mỗi ngày đều là một món quà, một cơ hội để sống trọn vẹn và để lại những dấu ấn đáng nhớ. Đừng sống để sau này phải tối tiếc điều gì. Hãy nhìn lại hành trình đã qua và sống sao cho mỗi ngày trôi qua ta cảm thấy mãn nguyện và thanh thản. Một trong những món quà lớn nhất của tuổi tác là sự tự do, được sống thật với chính mình. Khi còn trẻ, chúng ta thường bị áp lực kỳ vọng của xã hội, của gia đình hay thậm chí của chính bản thân ta. Bao nhiêu lần ta cố gắng để làm vừa lòng người khác, để rồi quên mất mình thực sự là ai. Đến một độ tuổi nhất định, ta nhận ra rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và điều đó không còn quan trọng nữa. Đây là lúc mà sống đúng với bản chất của mình, không e ngại ánh nhìn hay là những lời phán xét vô cớ. Sống thật với bản thân không có nghĩa là không quan tâm đến người khác, mà là sống thành thật, giữ vững giá trị cốt lõi của mình. Khi đó, cuộc sống trở nên đơn giản, tâm hồn ta thanh thản và ta sẽ có được những người bạn chân thành, những người yêu thương mình thực sự. Chúng ta hiểu rằng điều đáng quý giá nhất không phải là danh vọng hay sự giàu sang, mà là những cái mối quan hệ chân thành và bình yên nội tâm. Cuối cùng, khi nói về sức khỏe, không có gì quý giá hơn nó ở độ tuổi này. Khi còn trẻ, ta thường bỏ qua những dấu hiệu cơ thể gửi đến. Nhưng tuổi già nhắc nhở rằng sức khỏe là tài sản vô giá. Một khi đã hao mòn thì nó mà phục hồi. Sức khỏe không chỉ nằm ở sự dẻo dai của cơ thể, mà còn ở sự an yên trong tinh thần. Chăm sóc bản thân giờ đây là điều cần thiết, và ngay cả những thay đổi nhỏ trong lối sống cũng có thể mang lại sự khác biệt lớn. Khi có sức khỏe, chúng ta mới tận hưởng trọn niềm vui bên con cháu và sự tự do. Hãy nhớ rằng, sức khỏe không chỉ giúp ta sống lâu hơn, mà còn sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Mỗi ngày là một cơ hội để chăm sóc bản thân, để sống vui, khỏe, tự nhiên. Thay vì chỉ tích lũy tài sản để lại cho con cháu, hãy tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu mới là những cái điều thực sự đáng nhớ và có giá trị để ta chia sẻ cùng những người thân yêu của mình. Ở độ tuổi này, điều quan trọng không chỉ là giữ gìn những cái mối quan hệ còn lại, mà là xây dựng tình cảm sâu sắc hơn với những người thân yêu. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người bạn thật sự trân trọng. Đôi khi, chỉ cần một buổi trò chuyện ngắn, một cái ôm ấm áp hay một nụ cười sẻ chia
cũng đủ mang lại niềm vui và sự an ủi trong cuộc sống rồi. Đừng quên rằng khi chúng ta có thể tạo ra những cái kỷ niệm quý báu với người thân yêu, đó là một dạng tài sản tinh thần không bao giờ mất đi. Nó sẽ mãi mãi ở bên ta, mang lại sự ấm áp và ý nghĩa cho cuộc đời. Vì thế, hãy trân trọng những mối quan hệ chân thành và hãy nhớ rằng tình yêu thương và sự sẻ chia là món quà vô giá mà tuổi tác hay mang đến. Vâng, kính thưa quý cô anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Ở tuổi này, có lẽ nhiều người cho rằng đam mê và hoài bão chỉ dành cho tuổi trẻ. Nhưng thực tế, đam mê không có giới hạn về tuổi tác. Mỗi ngày khi thức dậy, chúng ta đều có cơ hội để khám phá, sống vì những ước mơ và mong muốn mà có lẽ từng bị lãng quên trong hành trình cuộc đời. Tuổi già không có ý nghĩa là dừng lại, mà là cơ hội để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, không còn bị áp lực, công việc hay kỳ vọng của người khác chi phối. Đây chính là thời gian để quý vị tìm lại chính mình, theo đuổi những điều khiến trái tim rung động. Có thể đó là sở thích từng yêu thương nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện, hoặc chuyến đi khám phá vùng đất mới mà bạn luôn ấp ủ. Hãy nhớ rằng mỗi ngày sống là một món quà và đam mê là ngọn lửa giúp cuộc sống thêm ý nghĩa. Đừng ngại thử thách bản thân, dù ban đầu có thể khó khăn. Đam mê không chỉ mang lại niềm vui mà còn làm cho cuộc sống phong phú, giúp ta tràn đầy sức sống hơn. Nếu bạn đã từng ước mơ học một điều gì đó mới, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Nếu còn những nơi mà muốn khám phá và điều muốn thử, thì đừng để tuổi tác cản bước. Chính những cái trải nghiệm này sẽ giúp cho bạn cảm nhận ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Một cuộc sống không thể để chỉ để tồn tại, mà sống trọn vẹn từng giây phút. Hãy biến mỗi ngày thành hành trình của niềm vui, khám phá và đam mê. Tuổi tác có thể làm thay đổi chất, nhưng tâm hồn sẽ luôn trẻ trung khi ta sống hết mình với đam mê. Cuộc sống sau 60 vẫn có thể là một chương đầy màu sắc và cảm hứng khi bạn cho phép mình theo đuổi những cái điều thực sự làm mình hạnh phúc. Quý vị thân mến, khi trải qua bao nhiêu thăng trầm, chúng ta càng thấu hiểu giá trị trung thực không chỉ với người khác mà cả với chính mình. Ở độ tuổi này, sự giả dối hay giấu giếm đã không còn chỗ cho cuộc sống. Trung thực với bản thân là cách chúng ta tôn trọng mình, sống một cuộc đời không hối tiếc vì những gì mà đã làm cho ta chưa từng làm. Trung thực là dám nhìn vào những điều chưa hoàn hảo, chấp nhận khuyết điểm và sai lầm trong quá khứ. Chúng ta không cần phải hoàn hảo trong mắt người khác, mà chỉ cần sống sao cho lòng an yên. Khi trung thực, ta không còn phải đeo mặt nạ hay cố gắng làm hài lòng người khác, mà được sống là chính mình. Sự trung thực cũng giúp chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ chân thành. Những ai thật sự yêu thương ta sẽ ở bên, không vì ta mà ai mà vì chính con người thật của ta. Trung thực là nền tảng của lòng tin. Khi sống thành thật, ta cũng thu hút những người chân thành đến với cuộc đời mình. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Với sự từng trải của tuổi tác, quý vị biết rằng cuộc sống không cần phức tạp. Trung thực làm mọi thứ trở nên đơn giản, không còn lo lắng phải che đậy hay làm hài lòng ai. Nó mang lại sự bình yên nội tại, một cảm giác thanh thản và tự hào. Hãy nhớ rằng trung thực không phải là sự yếu đuối mà là sức mạnh. Sức mạnh để sống thật, chấp nhận bản thân mà không cần che giấu. Đó là cách sống trọn vẹn và ý nghĩa nhất mà quý vị có thể dành cho mình. Cuộc sống bước sang những cái năm tháng cuối là mỗi ngày thêm quý giá. Những cái bài học chúng ta chia sẻ là đúc kết từ kinh nghiệm, là lời nhắn nhủ chân thành để sống ý nghĩa trọn vẹn và an nhiên. Đừng để tuổi già trôi qua trong tiếc nuối và hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng các mối quan hệ chân thành và sống thật với bản thân. Tuổi tác chỉ là con số không thể ngăn cản một trái tim luôn khao khát yêu thương, khám phá và trải nghiệm. Mỗi ngày còn lại đều là cơ hội để viết tiếp câu chuyện của chính mình, để sống với đam mê và để lại những cái kỷ niệm đẹp cho người thân yêu. Cuộc sống tuy ngắn, nhưng nếu sống với lòng trung thực, sự biết ơn và niềm vui, tuổi già sẽ là giai đoạn mà đẹp nhất, đong đầy bình yên và mãn nguyện.
Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.